Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ, Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 17. Kissinger nhấn mạnh hai điểm mới trong vấn đề rút quân của ông: thừa nhận rút toàn bộ kể cả căn cứ quân sự, và lần đầu tiên ông ta đưa ra một kế hoạch cụ thể từng tháng mà 4/5 quân số sẽ rút trong 9 tháng. Ông ta cũng nói áp lực của Bắc Việt Nam là áp lực từ bên ngoài và sẵn sàng tìm ra những phương pháp làm cho nhân dân Nam Việt Nam có thể tự do phát biểu nguyện vọng của mình thông qua các tổ chức mà người ta có thể tìm. Phía Việt Nam đã thiếu kiên nhẫn đối với quan niệm về Ủy ban tuyển cử hỗn hợp. Phía Mỹ không quan tâm người ta gọi cái đó là cái gì. Ông ta đề nghị bàn cụ thể về việc thành lập chính phủ như thế nào. Ông ta nói rằng ông tin vào sức thuyết phục của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đối với chính phủ cách mạng lâm thời, và phía Việt Nam hãy tin vào sức thuyết phục của Mỹ còn nhiều khi quân Mỹ còn đông. Nếu như còn lâu mới đạt được một giải pháp thì sự có mặt của quân Mỹ ít đi, sức thuyết phục của Mỹ cũng ít đi. Kissinger đề nghị bàn vấn đề rút quân trong một vài phiên họp nữa. Còn về chính trị, nên bàn một cách chính xác việc tổ chức tuyển cử ở miền Nam như thế nào. Ông ta cho rằng nếu thỏa thuận được về một cuộc bầu cử tự do thật sự, thì việc Bộ trưởng Xuân Thủy đòi thay thế Thiệu Kỳ Khiêm chỉ còn là lý thuyết thôi. Kissinger tiếp: tôi xin hỏi Bộ trưởng, tôi có thể báo cáo với ông Nixon rằng cách đề cập tổng quát như vậy về nguyên tắc có thỏa thuận được không? Xuân Thủy không trả lời câu này mà nhắc lại việc lập chính phủ liên hiệp theo ba bước đã nói trước đây, rồi thêm: chúng tôi không sợ gì cả, đe dọa cũng không sợ, kéo dài hay mở rộng chiến tranh cũng không sợ, chỉ muốn giải quyết thế nào cho hợp lý. Kissinger lại hỏi: nếu ông Nixon hỏi tôi, và chắc chắn ông ta sẽ hỏi, là tôi sang đây đạt được gì? Bộ trưởng nói gì khác hơn ở Cullenberg, thì Bộ trưởng bảo tôi thế nào? Xuân Thủy vui vẻ trả lời: khó gì đâu, ông hãy trả lời rằng vì ông Tổng thống giao cho ông cố vấn nhiệm vụ sang đây không nói gì mới, nhất là về vấn đề chính trị, nên Bộ trưởng Xuân Thủy cũng không nói gì mới. Tuy ông Xuân Thủy không nói gì mới, nhưng sau khi trao đổi, ông Xuân Thủy giải thích rõ hơn và có lý hơn. Cho nên vấn đề chính là Tổng thống phải thay đổi chính sách hiện nay. Còn về vấn đề quân sự, các ông đề ra 12 tháng rút hết quân, bà Bình đề ra 6 tháng, phải xem cái nào hợp hơn. Kissinger từ đầu đến giờ không nói gì đến việc rút quân miền Bắc, liền đáp: giải quyết vấn đề rút quân phải tùy thuộc vào việc giải quyết các vấn đề khác. Nếu không phải giải quyết các vấn đề khác thì vấn đề rút quân cũng không giải quyết được. Ông lại hỏi Xuân Thủy: có thể về lý thuyết có khả năng là sau khi nghiên cứu ý kiến của chúng tôi, Bộ trưởng thấy có một số điểm nào hợp lý thì Bộ trưởng có thay đổi gì không? Hai bên phải nghiên cứu ý kiến của nhau. Về điểm Thiệu Kỳ Khiêm thì tôi không đồng ý với ông. Ông có thể nói với Nhà Trắng nhiều cách. Ông nói là ông đã nói hết lý lẽ rồi, cũng có đe dọa một tí rồi, nhưng không hề làm cho ông Xuân Thủy lung lay. Sau đó thỏa thuận là hai bên trở về nghiên cứu ý kiến của nhau. Tôi không bao giờ đe dọa Bộ trưởng đâu. Hai bên hẹn gặp lại nhau ngày 27 tháng 9. Kissinger nói thêm: chúng tôi biết các ngài đã tồn tại 2.000 năm không phải là do nhân nhượng và mềm dẻo đâu, và tôi không tìm cách đánh lừa các ngài. Con đường này là con đường tốt nhất, duy nhất để nhanh chóng chấm dứt chiến tranh.
rồi ông ta kêu gọi phía Việt Nam hãy xem xét những điểm thay đổi đem lại sức sống và sự khẩn trương trong đàm phán. Về điểm này, Bộ trưởng Xuân Thủy tán thành. Trước khi ra về, nhân việc Xuân Thủy nói về Mỹ xa lầy, Kissinger kể một câu chuyện Nga. Có một người hớt hơ hớt hải chạy vào làng kêu cứu ông Mikhailovich vì ông đã ngập đến đầu gối rồi. Dân làng chạy ra và bảo, hốt hoảng gì vì ông ta mới ngập tới mắt cá chân. Nhưng khổ là ông ta đã ngả đầu trúc xuống vũng lầy chứ không phải đi vào vũng lầy đâu. Xuân Thủy không bình luận về câu chuyện này, nhưng khi Kissinger yêu cầu giữ bí mật cuộc họp thì nói sẽ không bị sa lầy trong việc bị lộ. Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra lịch rút quân Mỹ trong 12 tháng mà không nói gì đến việc đòi miền Bắc rút như thế nào, chỉ nói lấp lửng, đáp ứng, đồng thời lại nói có giải quyết được vấn đề khác, chính trị. Mới giải quyết vấn đề rút quân. So với lần trước thì hình như có sự nhân nhượng và có phần mềm dẻo hơn, nhất là về quân sự. Đây là một cái bẫy. Tuy Mỹ còn nhiều khó khăn nhưng lực lượng của họ còn mạnh, họ còn rất ngoan cố. Khó khăn chưa buộc Mỹ phải nhân nhượng mà tình hình chiến trường lại đang có lợi cho Mỹ để giải quyết trong lúc này. Đồng thời giải quyết trong lúc này cũng có lợi cho Mỹ trong bầu cử quốc hội. Trước đây, Kissinger nhấn mạnh hai bên cùng rút quân vì lúc đó chủ lực ta còn có nhiều ở miền Nam. Nay Mỹ biết rõ chủ lực ta đã rút đi nhiều và lực lượng du kích cũng yếu nên họ đặt vấn đề rút mà không nói rõ lực lượng ta phải rút. Đồng thời lại nhấn mạnh giải quyết vấn đề chính trị. Vấn đề như vậy rất có lợi cho họ, vì so sánh lực lượng vẫn nghiêng và có lợi cho Mỹ sau khi rút quân Mỹ. Hơn nữa, khi ký kết hai bên sẽ không được tăng lực lượng ta ở Campuchia không trở lại miền Nam được, và họ sẽ đặt vấn đề cùng giải quyết lực lượng ngụy trong đàm phán riêng về Campuchia. Như vậy, họ định lấy vấn đề ta rút quân để đổi lấy việc ta nhân nhượng họ về chính trị. Họ muốn có cả ưu thế quân sự và ưu thế chính trị. Kissinger không nhắc đến vấn đề Lào và Campuchia vì có thể muốn tìm cách giải quyết riêng ba vấn đề. Sau đó có hội nghị quốc tế bảo đảm cho cả ba nơi. Đợt tấn công ngoại giao tháng 9 của chính phủ cách mạng lâm thời. Ngày 1 tháng 9 năm 1970, Quốc hội Mỹ lại thảo luận dự luật bổ sung của hai thượng nghị sĩ McGovern và Hatfield đòi rút quân Mỹ khỏi miền Nam chậm nhất vào 31 tháng 12 năm 1971. Từ khi mới đưa ra, dự luật này đã được các nhà bình luận thời sự của các báo lớn ở Mỹ ủng hộ rộng rãi. Họ cho rằng với dư luận này sẽ chấm dứt lối bài bay của chính quyền và nếu chính quyền chống lại thì tự mình sẽ bỏ rơi mặt nạ hòa bình mà chỉ cốt tìm kiếm thắng lợi quân sự. Nếu dự luật đó được thông qua thì chính quyền Nixon sẽ bị bó tay. Chiến lược Việt Nam hóa sẽ bị lâm nguy. Mỹ sẽ mất một sự ủng hộ của đồng minh đã gửi quân tham chiến ở Việt Nam. Và thế thương lượng của Mỹ ở Paris sẽ bị suy yếu nghiêm trọng và đối phương sẽ được cổ vũ thêm, càng quyết tâm hơn. Dự luật đó đã bị bác bỏ với 55 phiếu chống và 39 phiếu thuận, nhưng có tới 39 thượng nghị sĩ ủng hộ là một con số không lấy gì làm vui cho chính quyền Nixon. Chắc chắn con số đó sẽ tăng lên nếu chiến tranh kéo dài. Đàm phán vẫn bế tắc, dư luận thế giới cũng đòi hỏi phải phá vỡ bế tắc ở hội nghị Paris. Ở miền Nam, chính phủ cách mạng lâm thời chưa đánh được những trận lớn, nhưng phong trào đấu tranh của nhân dân các đô thị chống Mỹ thiệu, đòi Mỹ rút quân, lập lại hòa bình phát triển. Trước tình hình đó, chính phủ cách mạng lâm thời chủ trương mở đợt tấn công ngoại giao phục vụ cho chiến trường, tranh thủ dư luận và cô lập thêm chính quyền Nixon.
ngày 17 tháng 9, sau cuộc gặp Xuân Thủy Kissinger tại hội trường Glenbeck, ba bộ trưởng trưởng đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời đưa ra đề nghị 8 điểm, nói rõ thêm về một giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam. Những điểm chủ yếu trong kế hoạch này: 1. Rút hết quân Hoa Kỳ và quân nước ngoài thuộc phe Hoa Kỳ ra khỏi miền Nam trước ngày 30 tháng 6 năm 1971. Trong trường hợp đó, các lực lượng vũ trang giải phóng sẽ không đánh vào quân Mỹ đang rút và các bên sẽ thảo luận ngay. Vấn đề bảo đảm an toàn cho quân Mỹ rút, vấn đề thả các quân nhân bị bắt. 2. Thành lập ở Sài Gòn một chính quyền không có Thiệu Kỳ Khiêm, một chính quyền tán thành hòa bình, độc lập, trung lập, chăm lo cải thiện đời sống cho dân, thi hành các quyền tự do dân chủ, trả lại tự do cho những người bị giam giữ vì lý do chính trị, giải tán các khu tập trung để nhân dân trở về quê cũ làm ăn. Chính phủ cách mạng lâm thời sẵn sàng nói chuyện ngay với một chính quyền như vậy để tìm một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Kế hoạch còn đưa ra công khai việc lập chính phủ liên hiệp lâm thời ba thành phần, đứng ra tổ chức bầu cử, thành lập quốc hội và bầu ra chính phủ chính thức. Còn các vấn đề khác như giải quyết các lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam, vấn đề thống nhất bảo đảm ngừng bắn, chính phủ cách mạng lâm thời nêu như trong 10 điểm năm 1969. Vấn đề rút quân và thả tù binh, trong đó có phi công Mỹ bị bắt, là hai vấn đề lớn được dư luận Mỹ quan tâm. Chính phủ cách mạng lâm thời còn tuyên bố sẵn sàng nói chuyện ngay với các lực lượng hoặc cá nhân thuộc mọi xu hướng chính trị, tôn giáo ở trong và ngoài nước để tiến tới một giải pháp nhanh chóng. Đề nghị 8 điểm nói rõ thêm được dư luận thế giới quan tâm nhiều. Nhiều báo Mỹ nhận thấy có điểm mới và lại yêu cầu chính quyền Nixon nắm lấy cơ hội. Ở Nam Việt Nam, nhiều báo trích đăng, có báo đăng toàn văn. Có đại biểu trong Quốc hội Sài Gòn họp báo đưa ra tuyên bố, trong đó có một số nội dung như 8 điểm. Các nước không liên kết cũng tỏ vẻ ủng hộ 8 điểm. Và ít lâu sau, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được mời đi dự hội nghị cấp cao của phong trào không liên kết ở Lusaka. Một sự kiện có nhiều ý nghĩa là Trung Quốc thay đổi thái độ. Trước đây, Trung Quốc cho ta đã sai lầm khi nhận đàm phán với Mỹ, thì ngày 23 tháng 9 năm đó, Chủ tịch Mao Trạch Đông nói với Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang ở thăm Bắc Kinh: đàm phán đã 2 năm rồi, năm đầu chúng tôi lo các đồng chí mắc lừa địch, nhưng bây giờ chúng tôi không lo nữa. Nói tóm lại một câu, ở tiền tuyến các đồng chí đánh tốt, trong đàm phán ngoại giao, phương châm của các đồng chí là đúng. Ngày 27 tháng 9, diễn ra cuộc họp riêng mới giữa Xuân Thủy và Kissinger. Xuân Thủy trình bày rõ hơn 8 điểm, nhấn mạnh lịch rút quân của chính phủ cách mạng lâm thời dài hơn thời hạn đã đưa ra trước đây và nhấn mạnh Mỹ phải rút quân nhiều ngay từ đầu, rút quân chiến đấu trước, bao gồm bộ binh, pháo binh, không quân. Bộ trưởng lại phê phán việc Mỹ bám giữ Thiệu Kỳ Khiêm, nhắc lại ba bước lập chính phủ liên hiệp ở miền Nam. Kissinger đặt ra nhiều câu hỏi và nhận xét rằng đề nghị mới này có hậu quả thực tế là trở lại đề nghị rút quân 6 tháng trước đây mà Mỹ đã bác bỏ. Về vấn đề chính trị, ông nhận xét rằng khi Xuân Thủy nói gạt bỏ Thiệu Kỳ Khiêm thì không chỉ phải gạt bỏ ba người đó mà gạt cả lực lượng mà ba người đó đại diện. Ông cũng cho rằng phía Việt Nam giành quyền xác định ai là người tán thành hòa bình trung lập, tức là phía ta đã quyết định hai trong ba thành phần của chính phủ liên hiệp. Và thực tế có thể nói là phía ta quyết định ba thành phần trong chính phủ liên hiệp. Ông thuyết phục Xuân Thủy cứ tổ chức quá trình chính trị như ông đã nói để nhân dân Nam Việt Nam phát biểu sự lựa chọn của mình. Nếu nhận định của ta là đúng
thì Thiệu Kỳ Khiêm sẽ bị gạt ra. Nếu nhận định của ta không đúng, thì yêu cầu ta chấp nhận kết quả của quá trình chính trị đó. Ông cũng kêu gọi ta thả những tù binh Mỹ cho họ trở về gia đình như một cử chỉ thiện chí. Trước thái độ cứng rắn của Xuân Thủy, ông ta tỏ vẻ buồn, cho là không thể tiếp tục để đạt được kết quả ở diễn đàn này nữa. Nhưng ông cũng kết luận, về khía cạnh quân sự, sự khác nhau giữa hai bên đã khá thu hẹp để cho mọi điều khác có thể giải quyết được, và chúng ta có thể đi đến giải quyết vấn đề này. Còn về vấn đề chính trị, tất nhiên ông ta không đồng ý với Xuân Thủy rằng còn Thiệu Kỳ Khiêm thì không giải quyết được vấn đề. Nhưng ông ta cũng thêm, chúng tôi chấp nhận cùng các ngài định ra các phương pháp để các nhóm tham gia vào cuộc đọ sức chính trị ở miền Nam Việt Nam được tổ chức lãnh đạo và giám sát tuyển cử. Nghĩa là các lực lượng gồm chính quyền Sài Gòn, chính phủ cách mạng lâm thời và các lực lượng chính trị khác sẽ tham gia bầu cử. Đối với Nixon, cuộc hành quân ở Campuchia là cuộc hành quân thắng lợi nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam. Do đó, ông cho rằng lần đầu tiên Mỹ có thể tính đến một hiệp định ngừng bắn ở Nam Việt Nam mà không coi việc rút quân miền Bắc Việt Nam là một điều kiện tiên quyết. Từ ý nghĩ đó, ông vạch ra một kế hoạch 5 điểm trình bày trước truyền hình ngày 7 tháng 10 năm 1970. 1. Ngừng bắn trên toàn Đông Dương và giữ nguyên trạng. 2. Họp hội nghị hòa bình về Đông Dương. 3. Thương lượng một lịch rút hết quân Mỹ, coi đó là một bộ phận của giải pháp toàn bộ. 4. Giải pháp chính trị dựa trên hai nguyên tắc. Phản ánh ý chí của nhân dân miền Nam, phản ánh tương quan lực lượng chính trị hiện nay ở miền Nam. 5. Thả ngay và không điều kiện toàn bộ tù binh và những người của hai bên bị giam giữ. Richard Nixon, hồi ký, sách đã dẫn, trang 468-469. 5 ngày sau, Nixon lại thông báo thêm một đợt rút 40.000 quân trước Noel. Với hai quyết định đó, ông ta tin rằng sẽ đẩy được trách nhiệm trì hoãn thương lượng về phía người Việt Nam. Trong điều kiện tương quan lực lượng ở miền Nam không thuận lợi cho cách mạng, thì những đề nghị ngừng bắn nói trên của Nixon có lợi cho quân Mỹ và quân Ngụy. Hơn nữa, Nixon còn tranh thủ dư luận Mỹ và dư luận thế giới với đề nghị thả tù binh và họp quốc tế về vấn đề Đông Dương lúc hội nghị Paris về Việt Nam bế tắc. Hôm sau, tại hội nghị bốn bên, Xuân Thủy phê phán mạnh mẽ kế hoạch của Nixon. Một số báo chí Mỹ lại cho rằng Việt Nam đòi có một thứ chính phủ liên hiệp nào đó là một mục tiêu mà họ đã đấu tranh trong nhiều năm. Họ sẽ không chịu từ bỏ. Và Harriman cho rằng chính quyền Nixon đã không có cố gắng nào để đi đến một sự thỏa thuận. Cuối năm, cuộc bầu cử bổ sung vào Quốc hội Mỹ diễn ra sôi nổi. Trong khi vận động các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, Nixon luôn tìm cách đả kích phong trào chống chiến tranh. Nhưng khi đi thăm San Jose, California, ông ta đã bị 2.000 người biểu tình vây quanh và hô vang khẩu hiệu: "Chúng tôi không muốn cuộc chiến tranh chết tiệt của ông. Nixon là tên tội phạm chiến tranh." Và ông ta đã được tặng hàng loạt trứng thối và cà chua. Ở miền Bắc Việt Nam, trong hai ngày 20 và 21 tháng 11, Mỹ cho máy bay bắn phá ồ ạt trên 200 lần chiếc một ngày, ngang mức trung bình, trước khi chấm dứt ném bom. Và đêm hôm đó, chúng dùng máy bay tập kích vào trại giam tù binh Mỹ ở gần thị xã Sơn Tây, hòng cứu bọn giặc lái. Nhưng họ chỉ thấy mấy con trâu và bỏ lại một máy bay trực thăng bị gãy cánh. Ngày 10 tháng 12, tại hội nghị bốn bên, bà Nguyễn Thị Bình lại đưa ra đề nghị 3 điểm về ngừng bắn. Ngừng bắn với quân Mỹ với thời hạn rút quân là 30 tháng 6 năm 1971. Ngừng bắn với quân Ngụy
Ngay sau khi chính phủ cách mạng lâm thời thỏa thuận với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không có Thiệu Kỳ Khiêm, thành lập chính phủ liên hiệp lâm thời ba thành phần. Các bên liên quan bàn các biện pháp tôn trọng và thi hành ngừng bắn. Vào dịp Noel, đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở Paris trao danh sách các phi công Mỹ bị bắt ở miền Bắc cho một số thượng nghị sĩ Mỹ chống chiến tranh, trong đó có Fulbright, Kennedy và đại diện phong trào chống chiến tranh, tước đi của Nixon một con bài quan trọng mà ông ta thường dùng để kích động dư luận Mỹ chống ta. Trong 2 năm đầu cầm quyền, Tổng thống Nixon đã ra sức thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh, lén lút dùng B-52 ném bom cơ quan đầu não của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Trong 14 tháng, liều lĩnh đưa quân Mỹ vào nước Campuchia trung lập, đẩy mạnh hoạt động quân sự của bọn tay sai Lào, hạ thấp hội nghị bốn bên ở Paris. Nhưng Mỹ vẫn chưa thoát khỏi thế bị động ở miền Nam Việt Nam, trong nước Mỹ và trên thế giới. Ông ta lo sợ phái bồ câu ở Quốc hội thắng thế và thông qua lọt một nghị quyết đòi rút hết quân Mỹ hay cắt hết mọi ngân sách cho Đông Dương. Cuộc đàm phán với Liên Xô về Saerte thụt lùi. Từ Bắc Kinh chưa có một tín hiệu nào về sự khai thông. Nền kinh tế sa sút thảm hại, đồng đô la xuống mức thấp nhất từ năm 1949. Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất từ năm 1961. Khó khăn tưởng như không thể giải quyết được. Và Nixon lo năm 1972 không trúng cử một nhiệm kỳ mới. Sang năm 1971, Việt Nam còn là vấn đề hàng đầu. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi vào các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.